Xin chào các anh chị đang xem kênh Fastcar, trung tâm mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, và mình là Quế Anh. Thì tiếp tục giới thiệu những chiếc xe mới vừa về bên Fastcar cho các anh chị nha. Bên cạnh của anh đây là chiếc Toyota Vios bản 1.5e CVT đời 2019 các anh chị. Xe này là xe gia đình sử dụng một chủ từ đầu tới giờ, không có đăng ký kinh doanh nha. Đi được 44.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên của anh đang bán với giá là 473 triệu. Nước sơn màu vàng ghi rất là sang, rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mời các anh chị đi một vòng quanh xe, mình xem thử chất xe, form xe, sau đó sẽ đi vào kiểm tra chi tiết các anh chị nha. Xe nước sơn màu vàng ghi rất là đẹp các anh chị, màu này rất là sang ha. Nhìn chung thì cũng có một vài điểm xây xước nhẹ. Xe đã qua sử dụng thì mình không thể nào tránh khỏi việc trầy xước các anh chị ha. Tí nữa đi vào chi tiết thì của anh sẽ quay cái chi tiết phần đó cho các anh chị xem nha. Xe này biển số tỉnh thì bên của anh có hỗ trợ rút hồ sơ sang tên cho các anh chị trên toàn quốc luôn, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Xe ở đây đang mang biển số 63 Tiền Giang 11130, biển số cũng tương đối dễ nhớ nha. Rồi mình đi cận hơn phần nước sơn các anh chị. Nước sơn trên phần nắp capo thì không có trầy xước gì ha. Xe vừa mới về cũng chưa vệ sinh các anh chị, nó còn hơi bụi tí xíu, các anh chị thông cảm nha. Phần cản bên này thì không có trầy nè các anh chị. Bên đây ha, bên đây có đây các mối nối thì rất là liền lạc nè, rất là khít luôn. Ở đây thì có mấy cái vết rất là nhỏ, dăm dăm nhỏ nhỏ như thế này thôi các anh chị, không có ảnh hưởng vô phần nước sơn quá nhiều ha. Đấy, mình vẫn sử để sử dụng bình thường được, quan trọng là giữ lại cái chất sơn zin cho các anh chị nha. Rồi, đây, vỏ thì cũng còn rất là sâu nè các anh chị, gai gió còn rất là sâu ha. Mâm nè, mâm thì không có trầy xước gì hết, đét vỏ là tuần thứ 53 của năm 2018, vỏ này vỏ zin theo xe các anh chị. Mâm nè, có xước nhẹ một chỗ này thôi, rồi ngoài ra thì rất là đẹp ha. Đăng kiểm và đường bộ thì còn đến tháng 11 của năm 2022, ở đây thì anh chủ gắn về che mưa cho mình rồi, có dán phim cách nhiệt luôn. Các anh chị kiểm tra keo chỉ cánh cửa này nha. Bên của anh thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không để tua động cơ, hộp số, bao test hãng. Những chiếc xe đời lướt lướt, đời cao cao có bảo hành chính hãng của nhà máy thì các anh chị cứ vô bảo hành bảo dưỡng bình thường ha. Còn bên của anh thì có bảo hành riêng cho các anh chị 3 tháng hoặc là 5.000 km động cơ và hộp số nữa. Ốc chân cửa phía sau nguyên zin nha các anh chị nha. Rồi, mình ra phía sau luôn ha. Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. 12 giờ trưa trời rất là nắng luôn. Phía sau thì quý anh thấy là có trang bị cho mình camera lùi rồi các anh chị, có cảm biến lùi luôn nha. Bản E số tự động. Hai bên phần hai bên này bên hông thì cũng không có trầy xước gì. Mình nhìn sơ phần gầm một chút xíu các anh chị ha, để quý anh lên mở cốp cho các anh chị. Hôm nay về được 2-3 chiếc xe lướt luôn. Rồi. Cốp của sedan B thì rộng rãi rồi các anh chị, để khoảng được 3-4 cái vali ha. Đây, tấm nỉ thì rất là sạch sẽ nè, xe chưa vệ sinh mà tấm nỉ như thế này là rất là đẹp rồi, rất là sạch rồi. Dưới này lớp dự phòng. Lớp dự phòng thì gai gió cũng còn rất là sâu. Đồ nghề nè các anh chị, đồ nghề thì còn đầy đủ ha. Con đội nè, bên đây nè, tay quay đầy đủ. Rồi, mấy cái phần nhựa thì cũng không có trầy xước gì, nó chỉ hơi bị dơ thôi nha. Mình nhìn sơ vào phần ốc. Cái ốc này nó bị che rồi. Mình nhìn keo chỉ cốp các anh chị ha. 5 chỗ thì hiện tại bên của anh còn rất là nhiều xe. Nhỏ nhỏ gọn gọn thì có Kia Morning ha, giá bắt đầu từ 259 triệu. Rồi cao hơn tí xíu, phân khúc B cỡ cỡ này thì có Vios nè. Vios bản G 2019 nữa, Accent. Rồi Honda City Top 3 xe luôn ha, 2017, 2018, 2019 đầy đủ luôn. Đấy, xe này thì nội thất là ghế nỉ các anh chị. Cái phần da này là cái phần da mà anh chủ ảnh bọc giả da lên bên trên ha, để bảo vệ cái phần ghế nỉ phía dưới. Rồi sàn thì sàn simili, có táp bi sàn, trần bọc ni lông các anh chị. Xe thì sử dụng chìa khóa cơ ha, vì trời hơi trưa rồi, nắng quá nên là quan không có đề máy cho các anh chị mình nha. Rồi mình nhìn ô đô trước các anh chị ha. Xe đi 44.157 km rồi. Rồi đây, vô lăng ha. Vô lăng thì không có bị trầy xước gì hết, cũng không có bị hao mòn các cái điểm góc chữ A như thế này. Vios là xe gia đình sử dụng thì họ cũng rất là giữ xe các anh chị. Trên này là táp lô nè, không có bị trầy xước gì các anh chị ha. Rồi, ở đây thì có một cái đầu DVD nguyên zin theo xe. Vàng lạnh. Này, còn số dưới này cũng rất là đẹp nè các anh chị. Rồi, mình lên phía trước kiểm tra phần động cơ nha.
5 chỗ thì hiện tại hồi nãy quên kể tới đâu rồi. Tới Honda City Top rồi. Cao cao hơn chút nữa thì có Mazda 3, Honda Elantra rồi Honda Civic. Cao hơn nữa thì có Mazda 6 đời 2016 nữa các anh chị. 5 chỗ gầm cao thì có MGZS mới về nè. 7 chỗ thì hiện tại cũng còn rất là nhiều xe ha. Hot Hot, Xpander nè, XL7, Sedona máy xăng, rồi CRV nữa. Nếu mà các anh chị đang cần tìm xe thế nào thì liên hệ cho quý anh nha. Đấy, phần khung xương nè, nguyên zin hết các anh chị. Xe bên quý anh thì kiểm tra rất là kỹ trước khi mà mang xe về bán, cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm ha. Ốc thì có sơn phết đầy đủ từ nhà máy, còn nguyên hết. Nếu mà các anh chị còn có chi tiết nào mà cần coi rõ hơn thì cứ nhắn tin Zalo cho quý anh đi, quý anh chụp hình cho các anh chị mình xem ha. Rồi, xe này thì quý anh vẫn còn hỗ trợ vay ngân hàng được cho các anh chị tầm khoảng 65-70% dựa vào định giá của ngân hàng các anh chị nha. Rồi quý anh nhắc lại thông tin chiếc xe này ha. Đây là Toyota Vios 1.5e CVT đời 2019 các anh chị. Xe này là xe gia đình một chủ, không có đăng ký kinh doanh nha. Đi được khoảng 44.000 km rồi. Thì chiếc này hiện tại bên quý anh đang bán với giá là 473 triệu. Giá đây quý anh báo sẽ bớt tí xíu lọc khi mà các anh chị đến xem xe trực tiếp nha. Nếu mà các anh chị yêu thích chiếc xe nào ở đây thì nhớ liên hệ cho quý anh để quý anh tư vấn cho các anh chị ha. Hiện tại thì đang còn thu mua thêm rất là nhiều xe 5 chỗ, 7 chỗ đã qua sử dụng khác nhau nữa. Các anh chị mà có muốn lên đời đổi xe hoặc là có một chiếc xe không sử dụng mình muốn thanh lý, muốn bán ra thì nhớ liên hệ cho quý anh nha. Rồi, cũng hết trưa rồi. Tí nữa chiều sẽ ra quay tổng hợp 5 chỗ hay là tổng hợp 7 chỗ gì đó để cho các anh chị mình lựa chọn nhiều xe hơn. Nhớ ở lại trên kênh của quý anh để xem thêm được nhiều video để lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với nhu cầu nhất các anh chị nha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.